Theo văn bản vừa được Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên ký, gần đây có một số cơ sở tiêm chủng tiêm vaccine COVID-19 cho người dưới 18 tuổi hoặc tiêm kết hợp hai mũi vaccine khác nhau không đúng với hướng dẫn của Bộ Y tế. Công văn của Bộ Y tế cho biết tiếp tục triển khai tiêm chủng cho người từ 18 tuổi trở lên, không tiêm cho lứa tuổi ngoài hướng dẫn của Bộ Y tế. Trường hợp có điều chỉnh về lứa tuổi, Bộ Y tế sẽ có hướng dẫn sau về kết hợp vaccine. Bộ Y tế cho biết hiện cho phép tiêm kết hợp vaccine Moderna và Pfizer, AstraZeneca và Pfizer. Ngoài ra, chưa có hình thức kết hợp khác. Cơ sở tiêm chủng thực hiện theo hướng dẫn này. Nếu có cách kết hợp khác, Bộ Y tế sẽ hướng dẫn sau. Bộ Y tế cũng yêu cầu các tỉnh thành tạm dừng hoặc điều chỉnh hoạt động tiêm chủng vi phạm quy định chuyên môn, đồng thời thông báo nếu xảy ra sai sót, Bộ Y tế sẽ xử lý theo đúng quy định. Cho đến nay, Bộ Y tế mới triển khai tiêm chủng cho người từ 18 tuổi trở lên. Đến chiều ngày 16 tháng 9, đã tiêm được 32,3 triệu mũi tiêm. Tuy nhiên, ở một số địa phương đã tiêm cho cả trẻ dưới 18 tuổi trước khi Bộ Y tế có hướng dẫn. Đây là vi phạm quy định chuyên môn. Gần nhất là ở Cần Thơ, đã tiêm vaccine COVID-19 cho 57 trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức đáng chú ý khác. Đại dịch COVID-19 thực sự là nỗi ám ảnh khi đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều người. Hơn 35 ngày từ lúc nhiễm COVID-19 thể nặng, tiên lượng rất xấu, buộc phải can thiệp. Nam bệnh nhân 36 tuổi tưởng chừng đã phải đầu hàng trước số phận và bệnh dịch nghiệt ngã. Tuy nhiên, nhờ động lực về mái ấm gia đình, về người vợ mới cưới và việc con cái còn dang dở, nam thanh niên đã bừng tỉnh trước sự ngỡ ngàng, xen lẫn hạnh phúc của các bác sĩ đang ngày đêm giành giật sự sống cho anh. Câu chuyện như một minh chứng về sự nỗ lực phi thường của tất cả trước COVID-19, vốn được mệnh danh là án tử. Lúc đó, ấy, chết, sướng rồi, xong. Chết cho nó, xong, mệt. Nằm ở cái buồng bệnh điều trị là toàn thở máy không, thì anh đã chứng kiến tất cả những cái bệnh nhân lần lượt ra đi, gần như các bạn cùng phòng với mình gần như lần lượt ra đi. Thì có lúc anh tiêu cực, anh đã viết ra một cái dòng là chừng nào em chết vậy chị. Có nghĩa là đến lúc đấy thì tất cả các đội ngũ cũng như điều dưỡng bác sĩ thì quay xung quanh và bảo anh đây, anh là cái niềm hy vọng của không chỉ là cho anh mà là cho sự chiến đấu của chúng tôi. Nếu không cứu được anh thì chúng tôi cũng sẽ rất là không còn niềm tin để mà có thể cứu được anh nữa. Bao nhiêu ngày trời chiến đấu ở đây thì mồ hôi rơi xuống, cảm giác là có những lúc cảm thấy là mồ hôi rơi xuống nhưng không cứu được ai. Thì cái nỗi tuyệt vọng của cái người điều trị đấy ạ, cũng làm cho bọn em phải không, gần như là từ điều dưỡng bác sĩ là không còn muốn chiến đấu nữa. Có lúc là như thế. Thế nhưng mà nhờ có sự hồi phục của anh ấy cũng lại là niềm động viên cho bọn em rất là nhiều. Hơn 30 ngày chiến đấu thần tốc, có những lúc tưởng chừng rơi vào tuyệt vọng khi mọi biện pháp can thiệp được chỉ định. Thần kỳ và phi thường, đó là cụm từ có thể miêu tả về ca bệnh đặc biệt này. Lúc đầu em viết giấy mà em không muốn điều trị. Vì sao? Có hả? Không nhớ. Bạn ấy còn trẻ như này, bạn ấy chưa có con, bạn ấy mới có vợ thôi thì cố gắng làm sao để có thể về được với vợ, về được với gia đình. Ngày nào bọn chị cũng động viên như vậy. Như những ngày đầu thì có những lúc người bán cũng viết ra giấy cái câu rất là bi quan. Bạn ấy không muốn điều trị bởi vì bạn cũng không điều kiện, gia đình bạn cũng có tiền. Thứ hai thì cũng phải động viên là ở đây điều trị miễn phí hoàn toàn, không có mất tiền bất kể một cái gì cả, từ ăn uống đến tất cả mọi thứ phục vụ bạn ấy, thì để cho bạn yên tâm. Thoát án tử khi mọi nỗ lực tưởng chừng rơi vào bế tắc. Có lẽ đây là động lực chính khiến người đàn ông vừa lập gia đình có thể vượt qua. Nhớ, nhớ nhiều. Nhớ ai nhiều nhất? Nhớ vợ. Nhớ vợ? Tối mới rồi. Tối mới rồi. Thì vợ có nói gì với mình không? Khuyên, cố lên. Em thấy là bệnh nhân có một cái nghị lực phi thường ấy. Vì là những cái ngày đầu tiên bệnh nhân thở máy thì nhìn tình trạng rất là nặng nề, ranh giới giữa cái sống và cái chết nó rất là mong manh. Thì cũng rất là may mắn và một cái phép màu là bệnh nhân đã hồi phục đến như bây giờ, thì thực sự bọn em cảm thấy rất là xúc động. Mặc dù dịch COVID-19 trên địa bàn Hà Nội về cơ bản đã được kiểm soát khi mà số ca mắc đã giảm trong những ngày qua, tuy nhiên, trong đợt giãn cách xã hội lần thứ tư này, người lao động đã chịu những ảnh hưởng không nhỏ, đặc biệt là những người lao động tự do đang bị mắc kẹt tại thủ đô.
Dù chính quyền đã có những giải pháp, song vẫn còn khá nhiều người lao động không tiếp cận được những chính sách hỗ trợ. Không xét nghiệm, không vaccine, không nơi ăn chốn ở, nhiều lao động tự do đang thoi thóp chống chọi với dịch bệnh. Nhìn những hình ảnh này, chẳng ai có thể tin được đây lại là chỗ ngủ của nam thanh niên trẻ này. Tuy nhiên, với anh Lò Văn Quân, được ngủ tại điểm dừng xe buýt này vẫn là một điều gì đó rất may mắn. Em lo lắng nhất là sự Covid bây giờ. Dạo này mong là Covid không có nữa. Để cho các anh em giống như em là không được ngủ ngoài đường, có công ăn việc làm. Bây giờ có Covid một phát thì bây giờ các anh em có khi là đi xin ăn ngoài đường. Cũng tội chứ. Không riêng mình anh Quân, dịch bệnh bùng phát đã khiến nhiều người đang có việc làm ổn định bỗng lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, trong khi có quê mà không thể về. Vân Bách Thú quê, thoải mái tắm phòng nam phòng nữ có người đâu. Thoải mái cởi chuông nghe tắm thoải mái. Với lại nhà dân thì mình ngại không vào nữa bởi vì là nó cấm dịch rồi, công an nó quát mình, tủi thân mình khóc mình không thích. Bây giờ mà phải muốn về lại có phải giấy đi đường rồi phải test dịch Covid thì em làm gì có tiền mà về. Hôm nay mẹ có giấy đi đường em thì có. Dù biết rằng nguy cơ lây lan dịch bệnh cũng như ảnh hưởng đến cộng đồng là rất lớn. Tuy nhiên, không vaccine, chẳng xét nghiệm, những con người này đành chấp nhận phó mặc cho số phận. Không may mà dịch bệnh đấy nó mà xâm nhập vào với cá nhân tớ thì tớ chắc lẽ là tớ cũng chỉ có hoàn toàn là buông xuôi. Hoàn toàn buông xuôi bởi vì rằng là còn rất nhiều những cái trường hợp khác nữa mà có thể rằng là có một cái địa vị thân kế hơn tới nhiều, phải nói thẳng là như thế. Họ còn đang coi như là còn có ngắc ngoài, cũng chi là vào tới. Để hỗ trợ cho người lao động, mới đây, thành phố Hà Nội vừa có yêu cầu các quận huyện thống kê người lao động ngoại tỉnh có nguyện vọng về quê để báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét giải quyết. Tuy nhiên, với cách chống dịch mỗi nơi một kiểu của các địa phương hiện nay, thì mong muốn trở về quê của những lao động này vẫn là một điều gì đó mong manh và rất xa vời. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa chỉ đạo tạm dừng hoạt động các cảng cá, bến cá trên địa bàn tỉnh kể từ ngày 15 tháng 9 để phòng chống dịch cho đến khi có quy định mới. Các cơ quan chức năng đã triển khai lực lượng kiểm tra, kiểm soát và duy trì việc chấp hành của các tổ chức cá nhân khai thác, thu mua hải sản ở những bến cá, cảng cá. Gần 5 giờ sáng, tổ tuần tra đồn biên phòng Bình Hải có mặt ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát hoạt động mua bán, vận chuyển hải sản của ngư dân và tiểu thương tại bãi biển thôn Châu Thuận Bắc, xã Bình Châu. Ngày đầu ra quân nên lực lượng tuần tra chỉ tuyên truyền, nhắc nhở và yêu cầu người dân tạm dừng mua bán hải sản theo quy định. Ngày đầu ra quân thực hiện cái công văn 47-20 của Ủy ban Nhân tỉnh thì lực lượng của đơn vị phối hợp với địa phương tuyên truyền vận động bà con là chấp hành nghiêm túc chấp hành cái quy định của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ngày mai tiến hành, nếu mà còn bà con còn tiếp diễn thì phải tiến hành xử lý nghiêm theo quy định của cấp trên, theo cái công tác phòng chống dịch. Trong ngày đầu thực thi chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, hầu hết các cảng cá, bến cá đều tạm dừng hoạt động thu mua vận chuyển hải sản lên bờ. Tuy nhiên, nhiều ngư dân và chủ cơ sở thu mua hải sản chưa đồng thuận với quy định của chính quyền, bởi nhiều tàu cá đi khai thác hải sản trong thời gian trước đó nay trở về bờ không bán được hải sản. Việc tạm dừng cảng cá, bến cá cũng đồng nghĩa với cấm ngư dân ra khơi, nên cuộc sống của ngư dân gặp nhiều khó khăn. Những cái chiếc tàu mà người ta đã đi trước cái lạnh đây đó, thì người ta đã vô lỡ, thì mang muốn nhà nước để giải quyết cho những cái người đó họ căng. Sang rồi là họ neo tàu ở nhà luôn. Chứ còn nói chung là thiệt hệ người ta đã đi trước rồi mà giờ vô có thì không biết đũa đâu. Đóng cửa tất có những có còn có ở quân ngôi này thì chắc có lẽ là người dân trước mắt là phải lâu đâu. Giờ là ví dụ như có số thì ví dụ như còn mắc nợ tại ngân hàng đó, rồi ví dụ như ngân hàng là đúng ngày là họ phải lấy tiền lỗi. Đó, vì đúng ngày là phải lấy gốc lấy đồ kia nọ, nhưng mà ví dụ như mà tình hình mà đám cửa đây là không có tiền đâu mà biết cái tiền đâu mà tỏ cho ngân hàng. Từ khi dịch Covid-19 bùng phát đợt thứ tư, tỉnh Quảng Ngãi kiểm soát chặt chẽ các bến cá, cảng cá, chưa để xảy ra dịch bệnh. Ngư dân hành nghề xa bờ
hoặc mua bán hải sản ở ngư trường ngoài tỉnh trở về địa phương đều được xét nghiệm COVID-19 trước khi cập cảng bán hải sản. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần tin tức cập nhật của VTC Now. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.